Xin chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với quý vị thực chất của chương trình cai nghiện hiệu quả. Cai nghiện là phải tập trung vào mục tiêu chống tái. Hay nói cách khác, thực chất cai nghiện là chống tái nghiện. Điều trị nghiện ma túy cần đạt được mục tiêu cho từng đối tượng. Không ai giống ai. Nguyên tắc là kiên trì, hiểu đúng nguyên tắc, điều trị lâu dài, bền bỉ, không thể nôn nóng. Nhiều người vì nôn nóng, thiếu hiểu biết mà tin vào những bài thuốc theo kiểu trước đỗ thần với kỳ vọng là chỉ dùng thuốc một lần khỏi hẳn. Những người đó đã đổ vô số tiền bạc, thời gian để tìm kiếm, để rồi tái nghiện vẫn hoàn tái nghiện. Những người đó không hiểu rằng biện pháp cốt lõi điều trị nghiện ma túy là phải thay đổi được nhận thức hành vi của người nghiện, chứ không chỉ bằng thuốc. Do người nghiện bị lệ thuộc ma túy là lệ thuộc dai dẳng về tâm thần. Vậy mục đích làm sao không tái nghiện nữa mới gọi là khỏi hẳn. Cho nên khâu điều trị chống tái nghiện có vai trò đặc biệt quan trọng. Thực tế có nhiều người hiểu rằng chỉ cần chất ma túy thải trừ sạch khỏi cơ thể thì mọi rắc rối sẽ qua. Đúng như vậy, giải độc cũng có thể được coi là một khâu điều trị quan trọng. Nhưng cách hiểu về điều trị giải độc với mục đích chấm dứt mọi vấn đề của ma túy thì chưa đúng. Và càng không đúng với kiểu tác dụng của các loại ma túy tổng hợp đang phổ biến hiện nay. Điều trị giải độc rất cần thiết trong điều trị heroin hoặc ma túy tổng hợp. Tuy rằng nguyên tắc và thuốc hỗ trợ giải độc có khác nhau, nhưng cai ma túy nói chung không chỉ là vấn đề giải độc. Giải độc chỉ là bước đầu tiên của chương trình điều trị cai nghiện. Sau giai đoạn giải độc là cả một chặng đường dài đầy thách thức. Sau giải độc làm sao để giữ sạch tuyệt đối với môi trường cũ đầy cám dỗ? Khi bắt đầu có kế hoạch cai, chúng ta đã phải có kế hoạch cho những việc phải làm rất lâu về sau. Từ việc giải độc cho đến phòng chống tái sử dụng. Chúng ta lưu ý rằng cai ma túy nên tập trung vào khâu chống tái sử dụng. Tôi xin nhắc lại, không tái sử dụng nữa thì mới gọi là khỏi. Nếu chúng ta coi vấn đề giải độc quá quan trọng, quen với cách nghĩ rằng công việc chỉ đến đó là xong, thì sẽ sinh ra chủ quan, lơ là. Ai cũng có rất nhiều mối quan tâm riêng của mình, và vì vậy người nghiện dễ bị thả tự do. Thế là việc ai nấy làm, chẳng ai sát sao với người nghiện nữa. À, nó giải độc xong rồi, thử nước tiểu âm tính rồi, may quá, vân vân. Trong khi nguy cơ tái nghiện vẫn còn lơ lửng rình rập người thân mắc nghiện của chúng ta. Như vậy làm sao đảm bảo người ta không tái sử dụng ma túy? Khi người nghiện tái sử dụng, chúng ta lại tìm nguyên nhân, lại đổ lỗi loanh quanh, trách mắng người này người kia, mà không hề biết rằng nguyên nhân nằm ở chỗ chúng ta chưa chú trọng điều trị chống tái cho người nghiện. Ngày nay, y học nhìn nhận nghiện như một bệnh não mạn tính với các khía cạnh hành vi, sinh học, xã hội, tình cảm và thể chất được đặc trưng bởi tình trạng mất khả năng kiểm soát lạm dụng chất ma túy. Thực tế, quan niệm nghiện là bệnh mạn tính có nghĩa rằng bản chất của mạn tính là tái phát. Người ta đã từng có nghiên cứu so sánh tỷ lệ tái nghiện ma túy với tỷ lệ tái phát bệnh ở những bệnh mạn tính khác như hen suyễn, tăng huyết áp và bệnh tiểu đường, v.v. Ước tính thì tỷ lệ tái phát nói chung vào khoảng từ 40-60%. Tái nghiện là tái sử dụng chất ma túy sau một thời gian không dùng ma túy hoặc rượu nữa. Tái nghiện được coi như là một đặc điểm phổ biến của bệnh lý nghiện và do đó không ám chỉ sự thất bại. Người đối đầu với căn bệnh nghiện ma túy là chiến đấu với sự thay đổi về tâm trí, thay đổi về chức năng não do sử dụng ma túy lặp đi lặp lại. Sự dẫn truyền thần kinh mang lại niềm vui và cơ chế tưởng thưởng tại não, khả năng kiểm soát xung động, trí nhớ và ra quyết định bị thay đổi do sử dụng ma túy. Với việc sử dụng lặp đi lặp lại chất ma túy thì lượng chất trung gian hóa học tại não và những con đường dẫn truyền xung động này đã thay đổi và xuất hiện bệnh lý nghiện. Khi một sự lệ thuộc về thể chất được thiết lập thì các triệu chứng cai nghiện và thèm nhớ ma túy là những tác dụng phụ thường gặp khi chúng ta giảm hoặc ngừng ma túy đột ngột. Việc tái sử dụng ma túy hoặc rượu có vẻ như là một cách tốt nhất để trở về trạng thái bình thường, hạn chế các triệu chứng cai nghiện và chống lại các cảm giác thèm nhớ ma túy mạnh mẽ.
Tái phát sau đó có thể là một dạng tự dùng thuốc. Tái nghiện được coi là một phần bình thường của quá trình hồi phục từ bệnh nghiện. Tái nghiện nên được hiểu là một bước đệm trên con đường, chứ không phải là kết thúc của con đường. Tái nghiện thường chỉ ra rằng việc điều trị cần được điều chỉnh. Tái nghiện cũng có thể làm thay đổi cường độ nghiện và thời gian nghiện. Có một số giải pháp để chúng ta có thể rút ngắn các giai đoạn nghiện và giảm mức độ nghiêm trọng của tái nghiện thông qua các chương trình điều trị, các phương pháp trị liệu và hệ thống hỗ trợ tích cực từ chuyên gia. Nghiện ma túy là một bệnh của não. Do vậy, cai nghiện không chỉ đơn thuần là cắt cơn hoặc cứ gửi đến trung tâm cai nghiện là bỏ được ma túy. Cốt lõi của điều trị nghiện là phòng chống tái nghiện. Có thể phòng chống tái nghiện tại nhà, tức là chúng ta phải bỏ được rượu hoặc ma túy trong môi trường sống bình thường hàng ngày. Buổi nói chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục đề cập đến cách thức chống tái nghiện tại nhà hiệu quả. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.